Hello anh em nhé, hello tất cả mọi người, xin chào tất cả anh em và mọi người đã quay trở lại với channel của mình em ạ. Thì ok anh em nhé, lại là mình Long đây anh em ạ. Thì hôm nay mình lại tự tin chiến đấu ở quả kèo con TDTC này anh em nhé. Cùng với đấy thì hôm nay cũng muốn lên để mà chia sẻ cho anh em một cái gọi là công thức hay là một cái gọi là một cái gì đấy hay ho chẳng hạn, đúng không anh em? Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cái gọi là xu hướng cách bắt cầu. Cách bắt cầu theo công thức gọi là 901 anh em nhé, thì anh em có thể tham khảo anh em ạ. Công thức bắt cầu theo cái xu hướng tổng 901 anh em ơi, thì anh em có thể gọi là tham khảo công thức này thì mình thấy khá là ok và ổn áp anh em ạ. Thì anh em cùng chờ đợi cùng mình em nhé. Tiếng đầu tiên thì mình đánh tự tin cái 5m luôn anh em ơi, tự tin là cái 5m luôn, thì anh em cùng chờ đợi chưa nào. Tiếng đầu tiên này mình có được lụng không anh em nhá, tự tin ăn quả hũ thì ngập mặt luôn đúng không anh em ạ. Tự tin mà lụng quả hũ thì thật sự với anh em thì lụng lúa ngập mặt luôn anh em ạ. Thì ok anh em nhá, phát súng đầu tiên thì không ngoài như mong đợi rồi anh em ạ. 352 quá là ok anh em ơi. Thì chiến đấu thì mình cũng muốn gọi là luôn luôn chia sẻ anh em một con game gọi là uy tín và rực rỡ để anh em chơi. Thì hôm nay đây mình có chơi TDTC là một con game gọi là đứng hàng đầu cái độ uy tín hiện nay rồi anh em nhá. Thì các con vợ nào thích thì các con vợ có thể vào tham khảo con này cho mình để chiến đấu anh em ạ. Về công thức ngoài hôm nay đấy là tổng 901 là sẽ làm sao, thì anh em sẽ tính cho mình được tổng 901 này thì anh em sẽ lấy 2 này, 4 cộng 3 bằng 7, xong anh em lại xuống thì 7, cái xu hướng nó đang xuống thì 7 lẻ xuống xỉu anh em nhé. Thì anh em cùng chờ đợi tiếng này, mình đánh cái mét 8 này thì anh em cùng chờ đợi xem nào có chuẩn không em ạ. 7 lẻ xuống xỉu là hợp lý luôn anh em ạ. Thì anh em cùng chờ đợi anh em nhé. Tiếng này thì mình đánh cái 1m896 anh em ạ, để xem nó có lụm không thì em chờ đợi cùng mình anh em ạ. Cứ phải gọi là tự tin anh em ơi. Ok cho anh em, chuẩn xác luôn anh em nhé. Thì thật sự mình bảo anh em rồi, với cái công thức này thì nó sẽ đem lại cho anh em một cái hiệu quả nó sẽ rất là cao luôn anh em ạ. Cho nên là khi anh em chơi thì anh em lưu ý anh em nhé, lại tiếp tục cho mình này. Thì cái này là cái xu hướng 6 năm nhưng mà xu hướng rất là cao và lên đúng không anh em ơi. Xu hướng rất là cao và lên, cho nên để mà khả năng mình tính vẫn là một cái tiếng này, thì mình sẽ bắt tiếng này khả năng là vẫn là một con xỉu là cái đẹp nhất anh em nhé. Nhưng mà tiếng này để mà ổn áp nhất thì mình sẽ đánh nhẹ nhàng thôi em ạ. Để mà ổn áp nhất trong cái tầm giá thì mình sẽ gọi là đánh nhẹ nhàng 698 thôi anh em ơi. Thì anh em cùng chờ đợi xem là phát này mình có gọi là chuẩn xác không em ạ. Còn bú 2 tiếng thì anh em có thể thấy rồi, rất chi là căng rồi đúng không anh em. Tầm này thì cứ tự tin gọi là tầm cấu rỉa thêm thôi anh em ạ. Chứ cầu kèo nó đang đẹp này, cứ cấu rỉa thêm một ít nào hay ít ý thôi anh em nhé. Tầm này là chắc chắn là ngày hôm nay là lại đôn kèo lụng lúa rồi anh em ơi. 698 à, xem nó có gọi không. 1m6 sinh năm 98 anh em ạ. Đẹp luôn như gì, đã đẹp luôn anh em ơi. Quá là chuẩn anh em nhé. Thật sự với anh em thì khi mà các con vợ áp dụng chuẩn cái công thức của mình vào thì nó chỉ có bờ u bù sắc thì anh em ạ, bờ u bù sắc bú. Tiếp tục thì anh em có thể xét cho mình lại cộng này 2+1 anh em ạ. 2+1 = 3, 3 lẻ thì lại đánh như thế cho mình anh em nhé. Mình thì áp dụng vào mình rất chi là chuẩn luôn anh em ạ. Thật sự với anh em là rất chi là chuẩn luôn. Thì có chuẩn không thì anh em có thể vào anh em xem anh em áp dụng trở thực tế anh em nhé. Ở đây thì mình đang thực hành đây, cũng quay lại cho anh em làm bằng chứng anh em ạ. Thì anh em thấy rất là ok đúng không anh em, rất là ok và mình cũng chơi nhiều rồi anh em ạ. Về công thức tổng 901 này rồi thì anh em có thể tham khảo đúng cho anh em tầm khoảng từ 90% đổ lên nhé, 90-97% anh em ạ. Không chắc chắn là 100% nhưng mà lúc nào cũng chắc chắn là cái công thức mình chia sẻ cho anh em. Và anh em có thể tự tin gọi là đôn kèo cái tỷ lệ thắng anh em sẽ từ gọi là 90-97% luôn anh em nhá. Tiếng này 1m3 này xem nào có gọi là bầu bù tiếp không anh em ơi. Ok anh em ạ. Cứ thế thôi mà chuyển thôi anh em nhá. Nó gọi là đẳng cấp luôn anh em ơi. Cái công thức này thì mình tính mình bắt cho anh em nó cứ phải gọi là nét nè nè và đẳng cấp luôn này. 1+3=4, 4 gọi là chẵn rồi anh em ạ. Chẵn thì tầm này đánh gọi là cứ thế thôi. Nhưng mình bảo anh em rồi, chẵn thì ta lại đánh tài. Lẻ thì anh em mình đánh xỉu anh em nhá, đánh qua 4-5-6 luôn cho nó rực rỡ này. 6-5-4, 4-5-6 anh em ơi. Cái tầm này cũng gọi là cấu gì thôi chứ mình thì có cái lợi rồi anh em ạ. Mình thì
chút được lợi nhuận ngày hôm nay ok rồi thì mình cứ cấu rỉa thêm rồi anh em nhé. Thì anh em cùng chờ đợi xem là phát này mình có được gọi là bú không anh em ạ. Ui dồi ôi mệt anh em ạ, nhìn thèm bẻ quá anh em ạ, nhìn tiếng này thèm bẻ quá thì bẻ phát cho là như này ok ngay, lại lụng 15 lốp ngay anh em ạ. Mình mà cầu nó dài quá mà nhìn thèm bẻ quá anh em ạ, thì là lại được bú 5 lốp anh em ơi, tuyệt cả là vời quá. Cứ thế thôi đúng không anh em. Nói chung là anh em chơi có phương pháp công thức thì cái bú là chuyện gọi là đơn giản rồi. Đến nỗi mà 2-3 nó không ra được gọi là con 1 anh em ạ, không ra được con xỉu nó vẫn ra con 6. Ok anh em ơi, nét luôn anh em nhá. Nó cứ phải gọi là uy tín tạo nên thương hiệu luôn anh em ạ. Nó cứ phải gọi là uy tín tạo nên thương hiệu luôn anh em nhá. Quá là uy tín anh em ơi, vẫn tiếp tục chuẩn cầu chuẩn kèo bắt đây. Vẫn tiếp tục chuẩn cầu chuẩn kèo này em ạ. Lại 2 23 là 55 lẻ. Lẻ thì em biết rồi đấy anh em ạ. Cứ chuẩn hiệu công thức thôi, đang gọi là công thức chuẩn nhất đèn đẹp rồi, chưa xịt phát nào luôn rồi. Thì mình cứ chuẩn công thức mình đánh thôi anh em ạ. Tiếng này 550 này anh em cùng chờ đợi xem nào có lụm không anh em nhá. Gọi là chơi thì cứ thế thôi anh em ơi, chơi thì gọi là cứ thế thôi anh em ạ. Thì 550 anh em cùng chờ đợi xem nào phát này mình có hút không anh em nhá. Tự tin một ngày gọi là rực rỡ cứ như vậy thì thôi anh em ơi. Thì em cùng xem là phát này mình có được gọi là lụng không anh em nhé. 550 anh em ạ. Ok chưa anh em? Thế là anh em đã thấy cái độ nét của mình như thế nào chưa anh em ạ? Chứ không phải là phét anh em hay là cái gì, anh em chỉ vào anh em xem cái thực tế và cái dẫn chứng thôi anh em nhé. Cái gì đó phải có cái thực tế và cái dẫn chứng thôi anh em ạ. Còn cầu kèo thì cũng nó chỉ có thế là mình áp dụng vào thì anh em có thể thấy này, cứ phải gọi là chuẩn ghét luôn. 2, 4 là 6 đúng không anh em ơi? 6 thì anh em biết phải làm gì rồi đấy anh em ạ. Cầu kèo chuẩn quá, tiếng này thì mình cũng không chắc chắn lắm anh em ạ. Thì mình sẽ đánh cái nhỏ nhẹ thôi thì cũng chốt lợi nhuận ở đây thôi anh em nhé. Thì nốt tiếng này anh em cùng chờ đợi mở bát cùng long xem nào có được bú nốt tiếng cuối cho nó trọn vẹn không anh em ạ. Quá là uy tín luôn anh em ơi, quá là uy tín và quá là ok luôn anh em nhá. 272 này xem là có được lụng không anh em nhá. Cứ thế thôi anh em ạ, một ngày tuyệt cả là vời, quá là rực rỡ anh em ơi. Thôi tiếng này gãy rồi, tiếng này gãy rồi thì thôi anh em ạ. Có lúc nó vẫn gãy thì bây giờ mình xin phép anh em là mình kết thúc video ở đây thôi anh em nhé. Bye bye anh em.